nè, anh chuyển những mai luôn đây. Nha. 2 đi 8 mà nhìn thấy bự dữ vậy á. 500 m. To đùng luôn. To đùng luôn. Còn coi. Gió nhìn chưa to lắm hay sao á. Này báo tới 10 mấy luôn á. Báo thì báo nhưng mà hiện tại thì công viên Dược Sáu Giang có 3 con diều lên rồi các bạn. 2 con diều sáu và 1 con diều đại bàng. Tấn thì cũng đang chuẩn bị lên con diều sáu. Gió dưới thì ngon mà lên trên lại ngộ. Trên không có hả? Ủa sao anh được? Hả? Sao anh? Hả? Đứng ra về mới. Về nhà hả? Tí đó thì về. Chiều lên tới 18, 20 mà gì? Rồi sao xuống rồi?